trách nhiệm pháp lý trong vụ tai nạn nghiêm trọng ở Lạng Sơn được xác định ra sao? Thưa quý vị, liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào sáng ngày 31 tháng 10 giữa xe khách 16 chỗ và hai xe đầu kéo tại Lạng Sơn làm 5 người chết và 10 người bị thương. Nhiều người thắc mắc trách nhiệm pháp lý trong vụ việc trên sẽ được xác định ra sao. Trước thông tin này, chia sẻ dưới góc độ pháp lý của vụ tai nạn, tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết đây là vụ tai nạn giao thông thảm khốc, hậu quả khiến 5 người tử vong, nhiều người bị thương và gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản. Bởi vậy, ngoài việc hỗ trợ nạn nhân gặp nạn, cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân vụ việc, xác định lỗi của những người điều khiển phương tiện để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Theo ông Cường, cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào sơ đồ hiện trường, dấu vết để lại trên hiện trường, xác định điểm va chạm, vị trí các phương tiện, đặc điểm của đoạn đường, lấy lời khai của các tài xế, lời khai của người làm chứng để xác định khả năng quan sát của các tài xế, làm rõ tốc độ, hướng di chuyển, phần đường, làn đường, vị trí của chiếc xe ô tô đầu kéo dừng đỗ và khả năng làm chủ tốc độ của các phương tiện còn lại. Đặc biệt sẽ làm rõ khả năng quan sát và làm chủ tốc độ của người điều khiển chiếc xe ô tô 16 chỗ, trong đó làm rõ tốc độ, hướng di chuyển và thời điểm người lái xe ô tô 16 chỗ phát hiện ra có xe dừng đỗ là cách bao xa. Với đoạn đường cong, ánh sáng yếu như vậy, cần phải thực nghiệm hiện trường để xác định khả năng quan sát của người lái xe 16 chỗ, từ đó xác định người này có chú ý quan sát, làm chủ tốc độ hay không. Trong trường hợp kết quả xác minh cho thấy, tài xế ô tô 16 chỗ hoàn toàn có thể phát hiện ra chiếc xe đang dừng đỗ phía trước, có cảnh báo và hoàn toàn có thể giảm tốc độ, đánh lái để tránh một vụ tai nạn, nhưng do thiếu chú ý quan sát nên đã không phát hiện ra dẫn đến vụ tai nạn. Trong trường hợp này có thể xác định tài xế 16 chỗ có lỗi gây hậu quả tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Với hành vi điều khiển phương tiện có lỗi gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, cơ quan điều tra có thể khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Vị chuyên gia cho biết, đến nay cơ quan chức năng chưa làm rõ tốc độ và hướng di chuyển của chiếc xe 16 chỗ. Vấn đề này rất quan trọng để xác định người điều khiển chiếc xe có lỗi hay không. Tuy nhiên, pháp luật quy định người điều khiển phương tiện xe cơ giới khi tham gia giao thông thì phải chú ý quan sát và phải làm chủ tốc độ. Khi gặp chướng ngại vật phải giảm tốc độ đến mức thấp nhất, thậm chí có thể dừng lại. Pháp luật cũng cho phép các phương tiện hư hỏng có quyền dừng đỗ bên phải của chiều đường di chuyển và có cảnh báo đặt phía sau để tránh va chạm với các phương tiện cùng chiều. Theo thông tin điều tra ban đầu, xe đầu kéo dừng đỗ do đang bị hư hỏng và có cảnh báo cách 16 mét. Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục làm rõ diện tích dừng đỗ chiếm phần đường là bao nhiêu, phần đường còn lại có đủ để các phương tiện qua lại hay không, đồng thời sẽ làm rõ đoạn đường có cấm dừng đỗ hay không. Trường hợp xe đầu kéo dừng do hư hỏng, việc dừng đỗ không thuộc trường hợp pháp luật cấm và đã có cảnh báo, vị trí dừng đỗ đúng quy định, người lái xe đầu kéo không có vi phạm, không có lỗi và không phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với vụ tai nạn. Tình huống này, chiếc ô tô đầu kéo được xác định là chướng ngại vật, tất cả các phương tiện tham gia giao thông qua đây phải giảm tốc độ, chú ý quan sát để tránh va chạm xảy ra. Nếu phương tiện nào cùng chiều thiếu chú ý quan sát mà đâm vào xe đang dừng đỗ đúng quy định, người điều khiển chiếc xe ô tô đang di chuyển là người có lỗi và phải chịu trách nhiệm đối với hậu quả vụ tai nạn xảy ra. Chỉ trong trường hợp xe đầu kéo dừng đỗ trái quy định, nơi cấm dừng đỗ, không có biển cảnh báo, vị trí dừng đỗ chiếm hết phần đường của xe khác, khi đó mới xác định lỗi hỗn hợp và có thể xử lý hình sự cả người điều khiển xe ô tô gây tai nạn và người dừng đỗ. Đối với xe đầu kéo đi hướng ngược lại, cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ tốc độ, phần đường và khả năng quan sát của người điều khiển chiếc xe đầu kéo này. Nếu là sự kiện bất ngờ khi tài xế ô tô đầu kéo đi ngược chiều sẽ không có lỗi, người này chỉ có lỗi nếu như chạy quá tốc độ, thiếu chú ý quan sát đã đâm vào chiếc xe ô tô khách vừa bị tai nạn, khi đó mới phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Cơ quan điều tra sẽ vào cuộc xác minh, làm rõ nguyên nhân sự việc, xác định lỗi của những người có liên quan để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Ngoài trách nhiệm hình sự, người gây tai nạn giao thông phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân và bồi thường thiệt hại đối với toàn bộ tài sản bị hư hỏng trong vụ tai nạn giao thông này cho chủ sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật. Cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ hoạt động kinh doanh vận tải là xe hợp đồng của doanh nghiệp, sẽ làm rõ hợp đồng lao động với người lái xe và tình trạng giấy phép lái xe của người điều khiển phương tiện này để xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đối với vụ tai nạn giao thông này để xử lý theo quy định của pháp luật. Điều bất thường trong xe 16 chỗ bị tai nạn khiến 5 người chết ở Lạng Sơn. Thưa quý vị, theo Cục Đăng Kiểm, xe khách 16 chỗ gây tai nạn giao thông liên hoàn ở Lạng Sơn sản xuất năm 2019 tại Việt Nam được kiểm định lần gần nhất là ngày 29 tháng 8 và hết hạn vào ngày 28 tháng 8 năm 2024. Tuy nhiên, thông tin từ Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, xe 16 chỗ chỉ có dữ liệu đến 4 giờ 59 phút ngày 30 tháng 10. Thời điểm gặp nạn, xe này không có dữ liệu giám sát hành trình nên không ghi nhận được tốc độ. Trong khi đó, Luật Giao thông Đường bộ năm 2008 quy định
đơn vị kinh doanh vận tải phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trước tiên là phục vụ công tác quản lý, điều hành, quản lý lái xe của doanh nghiệp vận tải. Đồng thời, cơ quan quản lý căn cứ vào dữ liệu từ thiết bị này được truyền về để phục vụ công tác điều tra tai nạn, phân tích nguyên nhân và xử lý đối với các trường hợp vi phạm. Một chuyên gia cho biết, cơ quan chức năng cần làm rõ xe 16 chỗ không có dữ liệu giám sát hành trình do đi vào vùng mất tín hiệu kết nối hay tài xế cố tình ngắt kết nối. Bởi nếu các phương tiện không truyền dữ liệu giám sát hành trình hoạt động về Cục Đường bộ Việt Nam, thì khi xảy ra tai nạn giao thông, việc tìm ra nguyên nhân vụ việc sẽ gặp nhiều khó khăn. Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia nhấn mạnh, trường hợp xe ngắt kết nối dữ liệu giám sát hành trình, trách nhiệm trước hết là của lái xe không đủ điều kiện hoạt động. Ông Hùng đề nghị cơ quan công an làm rõ. Thực tế vẫn xảy ra tình trạng nhiều xe kinh doanh vận tải không truyền dữ liệu giám sát hành trình. Đơn cử như tại Hà Nội, thống kê của Sở Giao thông Vận tải địa phương này cho thấy, chỉ trong tháng 7, trên địa bàn thành phố đã có 97.589 phương tiện kinh doanh vận tải không truyền dữ liệu giám sát hành trình. Đáng chú ý, trong danh sách vi phạm có rất nhiều phương tiện không truyền dữ liệu liên tục trong 31 ngày tháng 7 và có những doanh nghiệp có tới cả 100 phương tiện vi phạm. Trong số các hãng taxi, công ty cổ phần 3 sao có tới 245 phương tiện không truyền dữ liệu giám sát hành trình. Theo quy định, nếu doanh nghiệp cố tình không thực hiện việc truyền dữ liệu sẽ bị xử lý nghiêm theo các quy định của pháp luật. Luật sư Nguyễn Doãn Hùng, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, tại điểm C khoản 6, điểm Y khoản 11, điều 28 Nghị định 100 năm 2019 của Chính phủ quy định, phạt tiền từ 5 đến 6 triệu đồng đối với cá nhân, từ 10 đến 12 triệu đồng đối với tổ chức kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải thực hiện một trong các hành vi vi phạm. Cụ thể, không thực hiện việc cung cấp, cập nhật, truyền, lưu trữ, quản lý các thông tin từ thiết bị giám sát hành trình theo quy định, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu truy cập vào phần mềm xử lý dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của các xe ô tô thuộc đơn vị cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ngoài ra, tại điểm Y khoản 11 điều 28, Nghị định 100 năm 2019 của Chính phủ quy định, ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, cá nhân tổ chức thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả bằng cách buộc phải cung cấp, cập nhật, truyền, lưu trữ, quản lý các thông tin từ thiết bị giám sát hành trình, camera lắp trên xe ô tô theo quy định. Cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu truy cập vào phần mềm xử lý dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô hoặc máy chủ của đơn vị cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Luật sư Nguyễn Doãn Hùng nói, như vậy, công ty kinh doanh vận tải hành khách sẽ bị phạt từ 10 đến 12 triệu đối với lỗi không thực hiện việc truyền các thông tin từ thiết bị giám sát hành trình của xe. Vụ tai nạn thảm khốc ở Lạng Sơn, tạm giữ hình sự tài xế xe 16 chỗ. Liên quan đến vụ tai nạn làm 5 người chết và 10 nạn nhân bị thương trên quốc lộ 1A ở Lạng Sơn, sáng nay, ngày 1 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố vụ án tạm giữ hình sự đối với Quách Đình Trọng, 57 tuổi, trú tại phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trước đó, khoảng 2 giờ 10 phút ngày 31 tháng 10, xe khách hợp đồng loại 16 chỗ do tài xế Quách Đình Trọng điều khiển, khi lưu thông trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, đã bất ngờ va chạm với xe ô tô đầu kéo, kéo theo rơ móc do tài xế NVT, 38 tuổi, trú tại Bắc Giang điều khiển, đỗ cùng chiều phía trước. Sau đó, xe khách tiếp tục va chạm với xe ô tô đầu kéo, kéo theo rơ móc do tài xế Nguyễn Thành B, 27 tuổi, trú tại Bình Định điều khiển. Hậu quả vụ tai nạn khiến 5 người tử vong và 10 người khác bị thương. Bước đầu, cảnh sát xác định nguyên nhân do đoạn đường xảy ra tai nạn là đường dốc cua, trời tối nên tài xế xe khách đã tông vào ô tô đầu kéo đang bị hỏng, dừng đỗ trên đường dành cho xe cơ giới. Kết quả test nhanh cho thấy 3 tài xế không có nồng độ cồn hay ma túy trong cơ thể. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải, xe khách 16 chỗ gây tai nạn giao thông liên hoàn ở Lạng Sơn, sản xuất năm 2019 tại Việt Nam, được kiểm định lần gần nhất ngày 29 tháng 8 năm 2023, hạn hết vào ngày 28 tháng 8 năm 2024. Tuy nhiên, xe 16 chỗ chỉ có dữ liệu hành trình đến 4 giờ 59 phút ngày 30 tháng 10. Thời điểm gặp nạn, xe này không có dữ liệu giám sát hành trình nên không ghi nhận được tốc độ. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Trong đó, cơ quan chức năng đang tập trung làm rõ việc dữ liệu giám sát hành trình do đi vào vùng mất tín hiệu kết nối hay tài xế cố tình ngắt kết nối, có hay không hành vi gây cản trở giao thông của tài xế điều khiển xe đầu kéo vận chuyển xi măng bị hỏng xe, dừng đỗ phương tiện trên đường. Thưa quý vị, liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng giữa xe khách 16 chỗ và hai xe đầu kéo tại Lạng Sơn, làm 5 người chết và 10 người bị thương, xảy ra vào sáng ngày 31 tháng 10. 7 nạn nhân đã được đưa về Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng điều trị.
Những người còn lại được đưa đến trung tâm y tế huyện Hữu Lũng và đưa đi Hà Nội cấp cứu. Là một trong những nạn nhân may mắn thoát chết trong vụ tai nạn đang được điều trị tại trung tâm y tế huyện Hữu Lũng, chị Nguyễn Thị Huệ, sinh năm 1978, trú tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết. Ngày 30 tháng 10, chị cùng bạn đi từ Quảng Ninh lên Lạng Sơn làm lễ. Sau khi làm lễ xong, khoảng 1 giờ ngày 31 tháng 10, chị Huệ và mọi người lên xe về Quảng Ninh thì gặp tai nạn trên đường. Chị Huệ nhớ lại, vụ tai nạn như một giấc mơ, chỉ tính bằng tích tắc. Lúc đó tôi và chị ghế bên cạnh đang nói chuyện với nhau thì nghe tiếng rầm, tôi bị hất văng lên rồi đập xuống ghế và ngất lịm đi. Sau khi tỉnh dậy, chị Huệ nghe thấy tiếng hô hào cứu với, ai cũng kêu la hoảng hốt. Chị dùng hết sức bình sinh cố chui qua phần cửa kính xe, đã vỡ. Ra khỏi xe, chị lại tiếp tục ngất đi, lúc tỉnh dậy thì đã thấy đang được cấp cứu tại bệnh viện. Trong khi đó, bà Võ Thị Hà, 61 tuổi cho biết, chiếc xe vừa bắt đầu di chuyển về Quảng Ninh được khoảng 5 phút thì xảy ra tai nạn. Thời điểm đó, bà vừa chợp mắt thì người bị hất văng vào thành xe. Trong tâm trạng hãi hùng, bà Hà kể lại, tôi cảm thấy đau điếng, khó thở. Sau cú hất đó, tôi mở mắt thì thấy người trong xe nằm la liệt, một số người nằm bất động, máu chảy rất nhiều. Thời điểm xảy ra tai nạn, bà Hà và chồng ngồi ở ghế cuối. Bà Hà bị gãy xương sườn, còn chồng bị nặng hơn và đang phải cấp cứu. Nhận xét về tài xế lái xe 16 chỗ, bà Hà cho biết, ông Quách Đình Trọng là người điềm đạm đã chở đoàn của bà Hà đi nhiều nơi. Bà Hà rưng rưng nước mắt chia sẻ, chú Trọng chở chúng tôi được 14 năm rồi, đây là lần đầu tiên gặp tai nạn, chiếc xe 16 chỗ mới mua hơn 1 tỷ. Sau vụ tai nạn, chú ấy xuống xe kiểm tra tất cả và phát hiện 5 người tử vong. Tại trung tâm y tế huyện Chi Lăng, bà Hà có con trai và em trai túc trực chăm sóc. Lúc 7 giờ sáng khi lướt mạng xã hội, ông Tiến, em trai bà Hà, thấy có bài đăng về vụ tai nạn nghiêm trọng tại tỉnh Lạng Sơn. Tìm đọc kỹ hơn, ông hoảng hốt khi biết chiếc xe gặp nạn chở đoàn người tỉnh Quảng Ninh đi lễ về. Gọi điện cho nhiều nơi, ông Tiến chắc chắn chị gái mình và anh rể là nạn nhân của vụ tai nạn. Ông lập tức bắt taxi đến nơi bà Hà đang được cấp cứu. Ông Tiến cho biết, anh rể bị rất nặng, tôi và người nhà chưa dám kể về tình trạng của anh cho chị gái. Theo ông Tiến, anh rể ông bị chấn thương sọ não, gãy nhiều xương sườn, gãy xương đùi, vỡ, dập xương mặt, dập và đa chấn thương. Ngay sau vụ tai nạn, chồng bà Hà lập tức được đưa về bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức Hà Nội để điều trị. Ngồi thất thần ở hành lang nhà tang lễ trung tâm y tế huyện Chi Lăng, nước mắt rưng rưng, chị Lê Thị Xuân, trú tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh kể. Sáng sớm ngày 30 tháng 10, chồng chị là anh Bùi Đức Thuận đi lễ các đền chùa tại Lạng Sơn. Đến khoảng 2 giờ 30 sáng hôm sau, chị nhận tin dữ chồng gặp nạn ở Lạng Sơn. Chị Xuân nghẹn ngào nói, nhận tin tôi tức tốc lên xe đi Lạng Sơn, hơn 5 giờ hôm nay thì đến nơi. Khi đến đây, tôi mới đau xót biết tin chồng đã mất. Cũng trong sáng ngày 31 tháng 10, các đơn vị chức năng tiến hành các thủ tục pháp lý. Đến hơn 12 giờ, chị Xuân cùng gia đình đưa thi thể chồng về Hạ Long để tiến hành tang lễ. Chị Xuân cho biết thêm, nhiều năm qua anh Xuân thường đi đền chùa với đoàn của bà Võ Thị Hà. Trong hơn 10 năm đi các đền chùa trên khắp cả nước, đây là lần đầu tiên đoàn xảy ra tai nạn nhưng lại quá thương tâm đau xót. Bác sĩ Khổng Mạnh Hùng, phó giám đốc trung tâm y tế huyện Chi Lăng cho biết, ngay sau vụ tai nạn có 7 nạn nhân được đưa về trung tâm để cấp cứu. Trong đó một người tử vong trước khi kịp đưa vào trung tâm y tế, 3 người bị thương nhẹ ở phần mềm đã xuất viện, 3 người còn lại bị thương nặng và đã làm thủ tục xin chuyển lên các cơ sở y tế cao hơn để điều trị. Theo bác sĩ Hùng, 3 nạn nhân bị thương nặng đều gãy nhiều xương sườn, chấn thương vùng ngực, vùng mặt, có người gãy tới 6 xương sườn. Tuy nhiên, họ may mắn không bị chấn thương sọ não. Cũng liên quan đến vụ tai nạn trên, trưa ngày 31 tháng 10, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 người tử vong tại tỉnh Lạng Sơn. Cụ thể, ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Thủ tướng đã chỉ đạo gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong, động viên chăm sóc các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn. Thủ tướng phân công Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cùng đại diện Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải trực tiếp tới hiện trường để phối hợp với tỉnh Lạng Sơn và các cơ quan liên quan khắc phục hậu quả và thăm hỏi các nạn nhân trong vụ tai nạn. Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân kiêm trưởng Ban An toàn Giao thông tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh tập trung tối đa lực lượng, y bác sĩ, thuốc men, thiết bị, vật tư y tế để cứu chữa các nạn nhân bị thương, tạo điều kiện thuận lợi để gia đình nhanh chóng tiếp cận các nạn nhân trong vụ tai nạn, tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời, động viên gia đình các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Công an, Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh kiểm tra toàn diện về việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh có phương tiện và người liên quan trong vụ tai nạn, xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật đối với các hành vi vi phạm.
Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Lạng Sơn và Công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm. Bộ Công an chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông và Công an các đơn vị địa phương kiểm tra, rà soát tình hình xử phạt vi phạm về tốc độ đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách thông qua dữ liệu thiết bị giám sát hành trình do ngành giao thông vận tải cung cấp. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo kiểm tra việc quản lý, vận hành hệ thống thiết bị giám sát hành trình đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách trên toàn quốc, có biện pháp xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các vi phạm nếu có, đảm bảo yêu cầu giám sát chặt chẽ, liên tục phát hiện ngay các vi phạm để kịp thời xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam và các Sở Giao thông Vận tải tổng kiểm tra tình hình hoạt động của xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, tập trung đối với loại xe được sử dụng phổ biến, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm. Thủ tướng cũng yêu cầu Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia khẩn trương phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn và các địa phương có liên quan khắc phục hậu quả, thăm hỏi động viên nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông, tham gia buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn và các bộ ngành cơ quan có liên quan trong việc phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp phòng ngừa tai nạn giao thông trong thời gian tới. Công điện cũng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị số 10 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới. Chủ động có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả để đẩy lùi, giảm thiểu tai nạn giao thông, đảm bảo tốt nhất an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản cho nhân dân. Nguyên nhân vụ tai nạn được cơ quan chức năng xác định, ô tô 16 chỗ mang biển kiểm soát 14B03657 sau khi lễ tại đền Châu Lục về đến km 70+830 quốc lộ 1A là đoạn đường dốc cua, trời tối không có đèn đường, đã đâm vào phần đuôi bên trái của ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 98C01645 rồi văng sang bên trái đường. Cùng lúc này, ô tô đầu kéo khác, tài xế là anh Nguyễn Thành Bảo, 27 tuổi, trú tại Bình Định đi đến, tiếp tục va chạm với xe 16 chỗ. Thời điểm xảy ra tai nạn, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 98C01645 bị hư hỏng, đang dừng đỗ trên phần đường dành cho xe cơ giới hướng Lạng Sơn, Hà Nội. Báo cáo nêu, xe đầu kéo đang dừng đỗ có đặt vật cảnh báo phía sau, cách đuôi xe khoảng 16 mét. Qua test nhanh, cả 3 lái xe đều không có nồng độ cồn, không sử dụng chất ma túy.